bỏ đi mà chợ hả? Mà chợ rất hay mà. Mà chợ bán được nhà mình thì mở quán cà phê rồi cũng nhậu. Thì mấy đứa nó cũng hay tốt. À, cà phê cũng tốt nè, cà phê kinh doanh đây cũng tốt nè. Có nhiều người thích đó, thư giãn. Đúng rồi.